Mới đây, tập đoàn Aquan đã khánh thành nhà máy nước mặt sông Đuống, dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền Bắc, 300.000 mét khối trên một ngày đêm, phân kỳ 2 của giai đoạn 1. Với tổng diện tích 65 ha, mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, phân kỳ 1 của dự án khánh thành tháng 10 năm 2018 với công suất 150.000 mét khối một ngày đêm. Sau khi khánh thành phân kỳ 2, nâng tổng công suất lên 300.000 mét khối một ngày đêm nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 3 triệu người, chiếm 1/3 dân số Hà Nội, cùng với một số địa phương phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên và dần thay thế nguồn nước ngầm. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đã đánh giá cao các đơn vị thi công trong việc triển khai đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chất lượng và khẳng định đây là chủ trương đúng đắn trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống nước sạch. Theo kế hoạch, dự án sẽ phát triển và mở rộng liên tục đến năm 2023, đạt 600.000 mét khối một ngày đêm, đến năm 2030 đạt 900.000 mét khối một ngày đêm và sau năm 2030 đạt 1,2 triệu mét khối một ngày đêm. Được biết, nhà máy được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt đầu tư theo quyết định số 499 QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 3 năm 2013 và quyết định chủ trương đầu tư số 2869 QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.